Lan Anh và Ái Phương xin kính chào quý vị đến với bản tin trong ngày của đài truyền hình CBN được phát sóng trên băng tần 18.14. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 7 năm 2018 gồm những nội dung chính sau đây. Siêu bão Maria tấn công bờ biển phía đông Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump kêu gọi NATO đáp ứng tiêu chuẩn GDP 2% quốc phòng ngay lập tức. Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 23 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Google gỡ bỏ 7.000 video cho là phản động trên YouTube. Ngay bây giờ xin kính mời quý vị đến với phần tin thế giới cùng với sự trình bày của Lan Anh. Xin được kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin thế giới là tin siêu bão Maria tấn công bờ biển phía đông Trung Quốc. Những cơn sóng lớn và gió mạnh đã tấn công bờ biển phía đông của Trung Quốc vào ngày hôm qua khi cơn bão Maria đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đã phát sóng những cảnh quay cho thấy những con sóng cao đập mạnh vào bờ biển, những con đường, cây cối và cơ sở hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng. Cơn bão Maria sau đó hạ xuống một cấp, tấn công vào Phúc Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến vào khoảng 9 giờ sáng theo giờ địa phương. Maria đã đi về phía bắc của đảo Đài Loan vào những giờ đầu của ngày thứ Tư trước khi hướng đến Trung Quốc. Các hãng hàng không đã hủy hoặc hoãn các chuyến bay, bao gồm China Eastern Airlines, China Airlines của Đài Loan và EVA Airways cũng như Cathay Pacific Airways của Hồng Kông. Tại hầu hết các vùng phía Bắc Đài Loan, các trường học và nhà máy đã đóng cửa. Tại các khu vực ven biển của Phúc Kiến và Chiết Giang, tất cả các tàu thuyền đã được neo đậu ở bến cảng và các khu du lịch ven biển đều đóng cửa. Kính thưa quý vị, mưa lớn gây ra lũ lụt lở đất ở Trung Quốc. Mưa lớn đã tàn phá nhiều khu vực ở Trung Quốc vào ngày hôm qua, gây ra sự chậm trễ của các chuyến tàu hỏa ở tỉnh Tứ Xuyên và các trận lở đất ở Cam Túc và Tây Tạng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết nước lũ ở các con sông tại tỉnh Tứ Xuyên đã tràn bờ sau những cơn mưa xối xả. Các cảnh báo được đưa ra đã buộc ngành đường sắt phải tạm dừng một số chuyến tàu cho đến 10 giờ đêm. Đài truyền hình CCTV cũng phát sóng cảnh quay cho thấy hàng trăm hành khách bị mắc kẹt và chờ đợi bên trong ga tàu Thành Đô. CCTV cho biết thêm rằng hàng ngàn người từ 212 ngôi làng đã bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất ở tỉnh Cam Túc. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục trong vài ngày tới. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản đến thăm khu vực chịu thiệt hại nặng do lũ lụt gây ra. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đến thăm các vùng chịu thiệt hại nặng nề sau trận lũ lụt ở phía Tây Nhật Bản. Đây được cho là thảm họa thời tiết xấu nhất trong vòng 36 năm ở Nhật Bản, với tổng số người thiệt mạng lên đến 176 người và gây ra các mối lo ngại về sức khỏe thời tiết nắng nóng và nguy cơ xảy ra một trận lũ lụt mới. Mưa lớn đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất ở miền Tây Nhật Bản vào cuối tuần trước, gieo rắc cái chết và sự tàn phá tại các khu dân cư được xây dựng cách đây nhiều thập kỷ gần những sườn núi dốc. Chính phủ cho biết có ít nhất 176 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị mất tích trong thảm họa thời tiết tồi tệ nhất của Nhật Bản kể từ năm 1982. Ở Kurano, một cộng đồng miền núi ở tỉnh Hiroshima, nơi bị sạt lở đất vào tuần trước, Ken Kirikoda đang lo lắng nhìn những người cứu hộ lao xuống bùn, cát và những đống đổ nát để tìm người mất tích, kể cả người cha 76 tuổi của ông là Katsuharu. Với nhiệt độ ở khoảng 33 độ C hoặc cao hơn ở các khu vực bị tàn phá thuộc Okayama và Hiroshima, vấn đề về sức khỏe của người dân hiện đang là mối quan tâm chính khi nhiều người có thể bị sốc nhiệt và phải sống trong điều kiện thiếu nước. Bản tin tiếp theo đến từ Thái Lan. Các thiếu niên Thái Lan vẫy tay chào trong video đầu tiên sau khi được giải cứu. Đoạn video đầu tiên về các thiếu niên Thái Lan được cứu thoát khỏi một hang động ngập nước sau 17 ngày mắc kẹt đã được phát sóng vào ngày hôm qua, cho thấy họ đã mỉm cười và vẫy tay từ giường bệnh. Những thiếu niên này trông ốm hơn nhưng đang hồi phục tốt khi đang được điều trị trong bệnh viện. Nhóm cuối cùng trong 12 thành viên đội bóng đá và huấn luyện viên của họ đã được đưa ra khỏi hang Tham Luân, gần biên giới giữa Thái Lan với Myanmar vào đêm thứ Ba một cách an toàn, kết thúc một quá trình giải cứu đầy nguy hiểm. Một video về các thiếu niên trong bệnh viện đã được trình chiếu tại một cuộc họp báo của người đứng đầu đội giải cứu Narosak Osotanakon. Một số người trong số các thiếu niên xuất hiện trong video khi đeo mặt nạ phẫu thuật và nằm trên giường bệnh.
Một số còn lại đang ngồi và vẫy tay chào trước ống kính máy quay. Trước đó, một quan chức y tế cho biết 12 thiếu niên và huấn luyện viên bóng đá của họ đã mất trung bình 2kg cân nặng của cơ thể sau khi được giải cứu, nhưng họ vẫn trong tình trạng tốt và không có dấu hiệu căng thẳng. Việc tìm kiếm hài cốt lính Mỹ sau chiến tranh Triều Tiên sẽ mất nhiều tháng. Kính thưa quý vị, một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết Bắc Hàn có thể sớm cho phép Hoa Kỳ tiếp tục tìm kiếm hàng ngàn hài cốt của lính Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953, nhưng sẽ mất hàng tháng trời mới có thể bắt đầu việc tìm kiếm và mất nhiều năm cho đến khi các mảnh xương được xác định. Cơ quan quốc phòng của Hoa Kỳ, viết tắt là DPAA, đang chuẩn bị quay trở lại Bắc Hàn để thực hiện việc tìm kiếm 13 năm sau khi Bình Nhưỡng ngừng công việc này. Điều này được thực hiện sau khi lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đồng ý tại hội nghị thượng đỉnh hôm 12 tháng 6 với Tổng thống Donald Trump để tiếp tục phục hồi và hồi hương hải cốt của lính Mỹ sau chiến tranh. Kelly Markich, giám đốc DBAA, cho biết ông hy vọng rằng hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục đàm phán để cơ quan này có thể tìm kiếm tại Bắc Hàn và hồi hương những hài cốt còn lại. Quá trình này có thể khởi đầu khi các quan chức Liên Hợp Quốc và Bắc Hàn tổ chức cuộc họp vào ngày hôm nay tại khu phi quân sự DMZ ở biên giới hai miền Triều Tiên. Trong nhiều thập kỷ qua, DPAA đã thành công trong việc hồi hương hài cốt lính Mỹ sau những thỏa thuận hợp tác với các chính phủ ở Việt Nam, Nam Hàn, Lào và các nước khác trong khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương. Ấn Độ, Nam Hàn đặt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương lên 50 tỷ đô la. Ấn Độ và Nam Hàn đã ký 11 thỏa thuận để mở rộng quan hệ kinh tế và tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều lên 50 tỷ đô la vào năm 2030. Các thỏa thuận này được ký kết sau khi thủ tướng của hai nước tham dự lễ khánh thành một nhà máy điện thoại di động của tập đoàn Samsung ở gần Delhi. Các công ty lớn của Nam Hàn bao gồm Samsung và Hyundai Motor Company là những tên tuổi lớn trên khắp Ấn Độ. Đây là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới. Trong chuyến thăm đến Ấn Độ, Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in hy vọng các công ty nhỏ hơn từ nước ông có thể đầu tư thành công tại đất nước này. Thương mại song phương giữa hai nền kinh tế lớn thứ 7 và thứ 11 trên thế giới tăng gần 1/4 lên đến 20,8 tỷ đô la trong năm tài chính 2017-2018. Các thỏa thuận được ký kết giữa hai nước lần này bao gồm đẩy mạnh đàm phán hợp tác kinh tế toàn diện được ký kết trong năm 2009, cũng như mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đường sắt, y tế, viễn thông và an ninh mạng. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết Ấn Độ là nước có liên quan đến tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ông đã ghi nhận công lao to lớn của Tổng thống Moon về sự đột phá trong việc xây dựng hòa bình của hai miền Nam Bắc Hàn. Quay sang một bản tin tiếp theo, Thủ tướng Israel khởi hành đến Moscow để đàm phán với Tổng thống Nga. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã khởi hành chuyến đi tới Moscow để đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chuyến đi được thực hiện một ngày sau khi Netanyahu đưa ra cảnh báo đối với cả Iran và Syria sau các cuộc hội đàm tại Jerusalem với phái viên của Nga tại Syria, Alexander Lavrentiev và Ngoại trưởng Nga Sergei Voronin. Một tuyên bố chính thức của chính phủ Israel cho biết trong cuộc họp với Putin, Thủ tướng Netanyahu sẽ nói rõ ràng Israel sẽ không chấp nhận sự can thiệp của quân sự của Nga, sự can thiệp quân sự của Iran hoặc các thế lực khác ở Syria, và Syria phải tuân thủ một cách cẩn thận với thỏa thuận năm 1974. Khi lên phi cơ để rời Israel, Netanyahu cho biết ông và Tổng thống Putin sẽ thảo luận về Syria, Iran và nhu cầu an ninh của Israel. Mặc dù tuyên bố trung lập đối với cuộc nội chiến ở Syria, nhưng Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào các khu căn cứ của Iran hoặc Hezbollah bị nghi ngờ là cung cấp vũ khí ở Syria. Israel coi đây là mối đe dọa an ninh lớn đối với vùng biên giới của nước này. Nguồn tin tiếp theo cho biết Israel bắn hạ máy bay không người lái của Syria. Israel đã bắn rơi một thiết bị không người lái của Syria xâm nhập không phận của nước này. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết thông tin trên và nhấn mạnh sự leo thang ở vùng biên giới khi ông thảo luận tại Moscow với đồng minh lớn nhất của Damascus. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 3 tuần, Israel nói rằng nước này đã bắn một hỏa tiễn Patriot và một mục tiêu không người lái bay qua biên giới. Căng thẳng đã tăng lên ở biên giới khi các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã áp sát vùng đất này với một cuộc tấn công chống lại phiến quân. Thiết bị không người lái dường như không được trang bị vũ khí và được thiết kế để giám sát đã bị rơi xuống gần biển Galilee của cao nguyên Golan. Israel đã cảnh giác cao khi lực lượng của Damascus tấn công các phiến quân ở vùng lân cận Golan.
Israel đã chiếm vùng đất này vào năm 1967 và sáp nhập nó trong một hành động không được quốc tế công nhận. Israel lo rằng Assad có thể để các đồng minh Iran và Hezbollah giành được vị trí ở gần Israel. Nga là nước đồng minh ủng hộ lớn nhất của Assad trong cuộc nội chiến kéo dài 7 năm. Trong quá khứ, Putin đã làm ngơ trước các cuộc tấn công của Israel vào các mục tiêu Iran và Hezbollah ở Syria vì Nga không muốn phá vỡ quy tắc chỉ hành động khi Assad bị đe dọa. Kính thưa quý vị, hoàng tử Harry và Meghan thưởng thức văn hóa Ireland trong chuyến thăm Dublin. Hoàng tử Harry và vợ của ông, nữ công tước xứ Sussex là Meghan, đã đến thăm sân vận động Croke Park của Dublin, nơi diễn ra cuộc thảm sát của quân đội Anh gần một thế kỷ trước. Harry và Meghan cũng gặp Tổng thống Ireland Michael Higgins cùng phu nhân là Sabina. Sau đó họ đã xem các cầu thủ trẻ chơi môn Gaelic, là môn thể thao truyền thống của Ireland tại Croke Park. Sân vận động là nơi mang tính biểu tượng cho những người theo chủ nghĩa dân tộc Ireland. Năm 1920, trong cuộc chiến giành độc lập của Ireland, quân đội Anh đã nổ súng vào đám đông ngay tại sân vận động này sau khi 14 sĩ quan tình báo Anh bị giết trong thành phố một đêm trước đó. 14 thường dân, trong đó có một đứa trẻ 10 tuổi, đã bị giết trong một ngày được gọi là Chủ nhật đẫm máu. Harry và Meghan đã bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới thủ đô Ireland. Đây là chuyến đi đầu tiên của vợ chồng hoàng tử Harry ra nước ngoài kể từ khi họ cưới nhau vào tháng 5 vừa qua. Vừa rồi là phần tin thế giới. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ sau một vài phần thông tin thương mại để bảo trợ cho đài.